Chiều ngày 27 tháng 10, Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiến hành tạm giữ Hoàng Thị Khánh Linh, sinh năm 2003, trú tại cụm 2, xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25 tháng 10, Linh đi xe máy một mình từ nhà đến cụm 3, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng, thấy gia đình bà Nguyễn Thị Lữ đang tổ chức đám cưới cho con trai. Do thiếu tiền tiêu xài nên Linh đã trà trộn vào số khách mời đến dự đám cưới, lẻn vào nhà bà Lữ trộm tiền có trong phong bì mừng cưới. Sau đó, bà Lữ kiểm tra và phát hiện số phong bì bị trộm cắp, được Linh giấu trong thau đựng quần áo ở nhà vệ sinh, nên đã báo cơ quan công an. Công an xã Liên Trung sau đó đã bắt giữ Linh về hành vi trên, tang vật thu giữ là 51 phong bì mừng cưới với số tiền gần 20 triệu đồng. Linh khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp phong bì mừng cưới khác tại xã Tân Hội, Hạ Mỗ, Thượng Mỗ của huyện Đan Phượng, xã Trạch Mỹ Lộc của huyện Phúc Thọ, tổng số tiền gần 200 triệu đồng.